đại thi hào Rabindranath Tagore. Ông đã đi bao nhiêu nước trên thế giới, chứng kiến bao nhiêu kỳ quan trên thế giới. Thì ông có là một bài thơ mà thầy rất là yêu thích, nội dung là: tiêu hao năm tháng du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Ủa, giọt sương mà có gì mà ghê gớm vậy? Nhưng mà đối với ông là ghê gớm. Là vì sao? Vì ông tưởng rằng cái vẻ đẹp của thế giới này là những cái kỳ quan trên thế giới, mà không ngờ rằng khi tâm thức mình nó sẵn sàng để nó cảm nhận á, thì cái gì cũng đẹp hết. Giọt sương cũng long lanh, đẹp như là một viên kim cương, thậm chí là hơn cả viên kim cương. Người ta từ bỏ thế giới này á, muốn kết liễu cuộc đời mình, là vì họ đang bị chìm sâu vào một tâm thức vấn đục, quá nhiều án mây mờ. Thì đáng lẽ ra đó, họ phải nhờ người giúp đỡ lấy những án mây mờ đó đi, để tâm thức họ sáng trở lại. Vì khi tâm thức họ sáng trở lại, nghĩa là họ miracle rồi đó, thì họ nhìn thế giới này sẽ đẹp lung linh trở lại. Thì họ không biết điều đó, hoặc là không đủ sức, không có ai giúp đỡ họ làm điều đó, cho nên họ đã kết thúc cuộc đời. Và chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta chán ai đó, thì đáng lẽ ra đó chúng ta phải làm mới lại tâm thức của mình. Tại sao người ta dễ thương như vậy mà mình lại đi chán người ta? Thì mình tin rằng cái nhìn mình là đúng.